Trong trận đấu đặc biệt, tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên ra sân tại World Cup, đây là niềm vinh dự và tự hào không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn của cả Đông Nam Á, như trích dẫn từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Trần Quốc Tuấn. Dù thất bại trước đương kim vô địch thế giới với tỷ số 0-3, các cầu thủ dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm. Họ kiên cường thi đấu trước đội bóng số 1 thế giới và được khen ngợi vì sự bản lĩnh và kiên định trong lối chơi. Đội tuyển nhận được sự tôn trọng từ các đội tham dự vòng chung kết World Cup và dư luận quốc tế. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hy vọng đội tuyển sẽ hồi phục và chuẩn bị tốt cho trận gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan. Ông nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng là một trong những nguyên nhân giúp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt trước đối thủ mạnh trong trận ra quân, thể hiện tiến bộ vượt bậc từ các giai đoạn tập huấn từ đầu năm.